Bài tiếp theo chúng ta nói về hình dáng, kích thước và kích thước của cái hạt tinh bột. Thì đầu tiên là chúng ta thấy là đây là cái hình của một số cái hạt tinh bột của củ của hạt. Ví dụ như là hình 1.1 đó là cái hạt tinh bột của hạt rong riêng, 1.2 đó là cái đậu xanh, 1.3 là cái hạt gạo, 1.4 là hạt hoài sơn. Thì nó thấy là rất nhiều cái loại hạt có cái hình dáng kích thước nó rất là khác nhau. Hình trong cùng một loại hạt thì cũng có cái sự khác biệt, và giữa những cái hạt với khác nhau thì nó cũng có cái sự lớn nhỏ rất là khác biệt. Cụ thể là chúng ta sẽ chi tiết vào cái bảng như sau. Cái bảng này cho thấy một số cái tính chất của cái của từng loại tinh bột trong các loại hạt, trong các loại củ, đặc biệt là trong cái quả chuối là một cái loại quả cũng khá là nhiều tinh bột, còn đa số các tinh bột nó tập trung ở trong hạt và trong củ là chính. Thì về kích thước nó có cái sự là dao động trong cái khoảng rất là lớn ha. Rồi hình dạng thì nó cũng rất là đa dạng ha, có những cái hình đa giác, hình tròn, hình bầu dục, vân vân. Và hàm lượng amilo cũng thay đổi và dẫn đến là những cái thay đổi về mặt nhiệt độ hồ hóa. Thì đây trong đó đặc biệt là cái hạt lúa gạo ha. Hạt lúa gạo chúng ta là nó có cái kích thước hạt là so với những cái hạt khác là nó khá là nhỏ. Tính trung bình là nó nhỏ ha, từ 2 cho đến 10 micromet. Những cái hạt khác thì nó cũng có những cái trường hợp nó nhỏ, nhưng mà nếu mà tính trung bình thì nó lớn hơn nhiều so với cái hạt gạo này. Rồi tiếp theo là cái các loại củ như là khoai tây, rong riềng, chúng ta thấy là nó dao động trong cái khoảng rất là lớn. Và tính trung bình đây thì cái kích thước của hạt khoai tây, tinh bột của hạt khoai tây rất là lớn, xem là coi như là lớn nhất so với những cái loại hạt khác. Còn từ đó thì nó cũng sẽ kéo theo cái nhiệt độ hồ hóa, như là nhiệt độ hồ hóa của hạt gạo là 70 đến 80 độ C. Trong khi nhiệt độ hồ hóa của khoai tây là coi như là được coi là cái tinh bột mà có cái kích thước lớn nhất là từ 56 cho đến 69 độ C, nhưng nó dao động trong một cái khoảng, tại vì nó có cái kích thước khác nhau thì cái độ dao động của nhiệt độ hồ hóa nó cũng thể thay đổi. Rồi ngoài ra thì đậu đỗ với lại rong riềng thì chúng ta cũng nhắc ở những cái chương trước đúng không, chúng ta cũng có nói là nó là có cái sự khác biệt về hàm lượng amilo, amilo thông thường của một cái tinh bột của một cái loại loại hạt củ thông thường thì nó tỷ lệ của nó khoảng là 20%, chiếm coi như là giữa amilo với amylopectin là 1:4, đó là tỷ lệ thông thường. Nhưng mà đối với riêng, đặc biệt đối với đậu đỗ với lại rong riềng thì các bạn thấy có sự khác biệt, đó là nó tăng lên tới gần 50%, đúng không? Làm trong khoảng 50% ha. Cái này cũng gần đạt 50%, 38 đến 41%. Cái này là từ 46 cho đến 54%. Đó thì như vậy thì chúng ta có thể kết luận lại là có rất nhiều cái hình dạng và kích thước của tinh bột, hình dạng cũng như là kích thước của tinh bột rất là khác nhau. Có thể hình dạng tròn, hình bầu dục, hình đa giác. Kích thước thì trong đó là cái củ khoai tây là kích thước tinh bột khoai tây, đó là kích thước coi như là lớn nhất, trong đó tinh bột của thóc gạo thì là bé nhất. Và hình dáng cấu tạo kích thước này nó cũng phụ thuộc vào những cái điều kiện trồng, giống giống rồi điều kiện trồng, quá trình sinh trưởng như là lúa non, lúa già thì nó cũng có những cái thay đổi về cái kích thước cũng như hình dạng. Và kích thước khác nhau như này chúng ta thấy là nhiệt độ hồ hóa nó dao động trong một cái khoảng chứ không phải là con số, có nghĩa là những cái tính chất cơ lý khác nhau, nhiệt độ hồ hóa nó sẽ thay đổi, kích thước hạt khác nhau thì cũng như tính chất cơ lý nó cũng sẽ khác, nhiệt độ hồ hóa nó cũng thay đổi và những cái khả năng để hấp thụ sanditylen nó cũng sẽ khác. Thông thường thì hạt nhỏ như là tinh bột của những cái loại hạt như là hạt gạo thì hạt là bé nhất, đúng không? Hạt nhỏ thì nó sẽ xếp chặt hơn và khi đó thì nó sẽ khó hồ hóa hơn, nhiệt độ hồ hóa nó sẽ cao hơn. Nhưng ngược lại cái khả năng hấp thụ sanmethylene nó tương tự như vậy, nó cũng sẽ gì
Tương tự cái như thế thì cái khả năng hấp thụ Samile nó cũng sẽ khó hơn, Samile nó sẽ ngấm vào cho chậm hơn. Ngược lại cái hạt lớn thì hạt nó xốp hơn, nhiệt độ hóa nó sẽ thấp hơn và gì cái khả năng hấp thụ Samile nó sẽ tốt hơn. Thì cái giá trị của đường kính, cái giá trị bán kính đường kính gì đó, nói chung là kích thước của một cái tinh bột hạt hay là củ gì đó, thì kích thước của hạt tinh bột thì nói chung là nó là một cái con số dao động rất là lớn. Do bây giờ chúng ta muốn đại diện tìm một cái giá trị đại diện đặc trưng để thực hiện những cái phép tính hay là những cái mô hình gì đó, thì người ta phải có một cái con số đại diện. Thì người ta thường tính một cái bán kính, người ta bán kính hiệu dụng. Cái bán kính hiệu dụng này được không phải tính theo cái giá trị trung bình, mà nó lại được tính bằng cách là nhà mà lấy căn của cái d max nhân với lại d min bình phương, là lấy căn bậc ba mà rồi nhân với chia hai, có nghĩa là nhân bằng hai. Tiếp theo chúng ta nói về thành phần hóa học của tinh bột. Thì như vậy là tôi có nói đó, thành phần hóa học của tinh bột thì nó có hai cái, đó là amylo và amylopeptin. Và amylo thường thường nó đa số là nó chiếm 20%, còn amylopeptin thì là 80%. Đó là con số thông thường nhưng mà vẫn có những cái ngoại lệ. Rồi chúng ta có là hai phương pháp để tách amylo và amylopeptin. Khi người ta nghiên cứu về tính chất của amylo và amylopeptin thì người ta sẽ tách ra. Chứ còn nếu thông thường chúng ta thu tinh bột thì nó cũng không cần phải tách cái này là làm cái gì. Nhưng mà khi chúng ta mới nghiên cứu về những cái tính chất, coi cái amylo nó khác amylopeptin như nào, để coi cái ảnh hưởng của nó đến cái thành phần, đến cái nét chung của tinh bột. Thường người ta sẽ tách riêng ra, tách riêng amylo và amylopeptin ra. Thì có hai cách. Cách thứ nhất là chúng ta chích ly. Khi chích ly thì chúng ta có thể dùng nước, kim loãng hay là chloranhydrate để tách cái amylo ra trước, rồi sau đó là khuếch tán tinh bột vào trong nước hay cái dung dịch đệm, hoặc là cái dung dịch phonamic, để chúng ta kết tủa amylo bằng cái rượu hay là cái chloroform mua. Cách thứ hai là chúng ta có thể dùng cái phương pháp gọi là sắc ký cột. Các bạn có biết sắc ký là gì không? Sắc ký là chúng ta dùng một cái dung môi, đúng không? Chúng ta cho mà có như một cái pha động đó, nó chạy trên cái một cái pha tĩnh, đúng không? Chúng ta học chắc chúng ta đã làm thí nghiệm thực hành hóa sinh rồi, chắc cũng làm sắc ký giấy rồi, đúng không? Đó thì đó là cái gì, cái pha động là cái dung môi, còn cái pha tĩnh là cái tờ giấy, đúng không? Và các cái cấu tử chúng ta chấm nó lên thì nó sẽ di chuyển theo pha động. Thì đây cũng vậy, sắc ký cột là chúng ta cũng dùng những cái cột, ví dụ cột ở đây là những cái hạt nhồi trong cái cột, đó là canxi phosphat, mà sau đó chúng ta cho cái dịch tinh bột mà chảy qua, đúng không? Pha động nó có như là những cái dung dịch hòa tan cái tinh bột chảy qua. Chạy qua rồi sau đó thì chúng ta cho một cái pha động khác, đó là cái đệm phosphat, nó sẽ rửa cột mà nó chạy qua. Thì nó sẽ kéo cái amylo ra ngoài. Thì thông thường amylo thì kích thước nó nhỏ hơn, nó dễ bị kéo ra hơn, mà nó cũng hòa tan trong cái đệm này, hình như là nó sẽ kéo ra. Còn amylopeptin thì kích thước nó phức tạp hơn, và nó cũng ít tan trong cái đệm phosphat này hơn so với là cái amylo, do đó nó sẽ giữ lại, nó sẽ đi ra sau. Rồi sau khi chúng ta thu được cái họ những cái dung dịch mà chúng ta chích ly, dĩ nhiên là cái chích ly đó thì chưa chắc là nó chích ly hoặc là sắc ký gì, thì thực ra nó cũng lẫn tạp chất, nó chưa có được nó sạch lắm ha. Cái việc tách của nó cũng chưa chắc là hoàn toàn một cách tuyệt đối ha. Thì chúng ta có thể là loại chúng ta tinh sạch lại ha. Chúng ta tinh sạch lại bằng cách là kết tủa cái amylo vào trong cái dung dịch là tanol. Còn amylopeptin thì có thể dùng cái dung dịch là thymol kết tủa tinh sạch, tách nó ra. Về cấu tạo amylo và tính chất của amylo thì thứ nhất là chúng ta thấy là amylo nó là theo cái các bạn đã học ở cái
hóa sinh rồi, thì amylo nó là một cái mạch thẳng đúng không, một cái polysaccharide mạch thẳng, có cái cấu tạo là từ gluco liên kết với nhau bằng liên kết 1,4. Tuy nhiên là đó là mới là cái kiến thức cơ bản thôi, đúng không? Chúng ta về nguyên tắc thì chúng ta biết là thực ra nó cũng không có thì thật ra thì chúng ta nói là amylo là mạch thẳng thôi, chứ thật ra nó cũng không có hẳn là thẳng. Thứ nhất là về cái độ trùng hợp, độ trùng hợp là gì? Độ trùng hợp là cái số lượng cái amylo, cái gluco, thì nó cũng có những cái mức trùng hợp thấp, trùng hợp cao. Thường là nếu mà nó là trùng hợp ở mặt trùng hợp thấp á, khoảng 2.000 cái phân tử gluco ghép với nhau, thì hầu như là nó sẽ tạo ra một cái cấu trúc mạch thẳng hoàn toàn, cấu trúc không có bất thường, là ý ở đây là chỉ là gần như là thẳng tuyệt đối, không toàn là liên kết 1,4 thôi, nó có thể phân ly được bởi cái beta amila. Tuy nhiên là nếu mà nó trùng hợp cao lên tới 6.000 thì nó vẫn có những cái cấu trúc án ngữ, có nghĩa là nó vẫn có tồn tại những cái mạch nhánh có liên kết 1,6. Về lý thuyết thì chúng ta học ở hóa sinh thì chúng ta thấy đầu tiên thì chúng ta nói là amylo thì cơ bản thì chúng ta nói là nó chỉ có mạch thẳng là chỉ có liên kết 1,4, nhưng mà thực tế thì nó vẫn có liên kết 1,6 nha. Đó là do đó là ở những cái mức độ trùng hợp cao quá thì nó sẽ bẻ nhánh. Nó bẻ nhánh là nó án ngữ thì beta amyla thì nó chỉ khác đi liên kết 1,4 thôi. Chúng ta học không biết học chưa đúng không, học nha, học rồi đúng không, có học về enzyme rồi mà. Thì chúng ta cũng biết là beta amyla thì nó chỉ cắt được liên kết 1,4 các từng cặp gluco một, do đó là nó chỉ phân giải được, nó gặp đến cái góc 1,6 nó dừng lại, nó phân giải được, người ta tính toán là nó phân giải được trung bình ha, là khoảng 60% thôi. Rồi khối lượng phân tử của amylo thì khoai tây thì nó nãy chúng ta nói là cái hạt tinh bột nó to hơn, thì cái khối lượng phân tử của khoai tây nó cũng, amylo trong khoai tây nó cũng to, và kích thước nó cũng lớn hơn, nó lên tới là 400.000, trong khi là trong bắp mà ngô bắp mà, trong thóc gạo thì nó chỉ khoảng từ 100.000 cho đến 200.000 thôi. Amylo của những cái loại lúa mì trắng khoai tây rồi thì nó phân nhánh, có phân nhánh nhưng mà phân nhánh yếu, từ 1 đến 4 điểm phân nhánh trên 4 phân tử. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là 5 phân tử thì có những phân tử không phân nhánh, đúng không? Có 5 phân tử mà chỉ có 1 đến 4 điểm phân nhánh thôi. Ví dụ như là 4 điểm phân nhánh trên 5 phân tử thì có 1 phân tử không phân nhánh, còn 4 phân tử là phân nhánh. Do đó là cái xác suất phân nhánh của nó cũng rất là ít. Như là một phân tử thì thường nó cũng chỉ có một điểm phân nhánh thôi. Nhưng cũng có những phân tử không phân nhánh. Đó, thì đây chúng ta có những cái trường hợp ví dụ như cũng có những phân tử là không phân nhánh, đúng không? Như là số 1 mặt thẳng hoàn toàn. Còn số 2 và số 3 thì nó sẽ có là một hoặc hai điểm phân nhánh. Đây số 2 là một điểm phân nhánh, còn số 3 là nó có hai điểm phân nhánh. Mà cũng nghe phân nhánh cũng gần gần nhau ha, nhánh này gần nhau và nó bẻ mặt, nó tạo những cái mặt thẳng rất là dài. Và cái điểm này giống như là cái điểm tạo mầm, tạo mầm để nó phân nhánh, nó khởi đầu cái mạch amylo, khởi đầu cái mạch polysaccharide. Rồi ta tiếp tục đi vào những cái tính chất khác của amylo, những cái tính chất vật lý như là độ hòa tan, tính lưu biến, những cái phản ứng với lại iốt, khả năng tạo phức. Thì thứ nhất là độ hòa tan, amylo nguyên thủy thì có cái độ hòa tan cao nhưng mà dễ thoái hóa. Trong thường là chúng ta sản xuất công nghiệp thì nó sẽ bị thoái hóa, còn amylo nguyên thủy là nằm trong cái nguyên liệu á, ban đầu á, thì nếu mà chúng ta tách ra một cách tự nhiên nó sẽ hòa tan rất là tốt. Trên lý thuyết là chúng ta nói là amylo có khả năng hòa tan trong nước lạnh luôn, luôn. Nước ấm ấm, không hòa tan trong nước lạnh nhưng mà hòa tan trong nước ấm.
Nhưng mà thực tế thì khi mà chúng ta tách bằng cái phương pháp công nghiệp, tách ra, tách riêng ra amylo riêng rồi amylopectin đi, thì nó sẽ bị thoái hóa rồi, thành ra nó không hòa tan được nữa. Còn nếu mà nó nằm ở dạng phức, kết hợp với lại là butanol thì nó lại hòa tan tốt trong nước sôi, với nồng độ là dưới 15%, nhỏ hơn bằng 15%, và dung dịch nhanh chóng tạo keo. Trừ khi là nó cái gốc nó có thêm cái gốc là thêm cái HCHO, không là cái anh cái phần formaldehyde á, formaldehyde thì nó sẽ tạo thêm cái nhóm là hemiacetan. Rồi amylo thì nó hòa tan tốt trong dung dịch kim loãng có những cái nồng độ nhất định, trong những cái dung môi hữu cơ, hòa tan tốt trong dung dịch kim hoặc là dung môi hữu cơ. Đây là một số cái dung môi hữu cơ mà nó dễ hòa tan như là chlorhydrate, formic acid, dichloroacetic, v.v. Về tính chất lưu biến thì amylo chúng ta nó có cái tính là tuyến tính mà đều đặn, do đó là nó sẽ làm cho dung dịch nó có khuynh hướng là liên kết lại và tạo tinh thể. Tùy theo cái mức độ, cái tốc độ liên hợp, nếu mà tốc độ liên hợp tối thiểu thì nó sẽ gây ra cái hiện tượng là thoái hóa, không hòa tan trong nước lạnh, nhưng mà hấp thụ được một cái khối lượng nước rất là lớn, là khoảng 4 lần, tạo nên cái dạng keo xuất biến. Còn nếu mà nó liên hợp với nhau, nó kết lại với nhau cách tối đa, tức là liên hợp một cách tối đa, thì nó sẽ tạo ra thể keo, một cái khối trắng đục không thành nghịch, không có hiện tượng co, khi khô thì nó sẽ cứng giòn, nó không thể quay về trạng thái ban đầu, có nghĩa là trường hợp nó bị kết tinh tạo tinh thể. Độ nhớt amylo thì nó cũng phụ thuộc vào cái nồng độ của amylo và cái độ kim. Và chúng ta thấy là cái độ nhớt này, nếu mà chúng ta đem chúng ta thử những cái dung môi mà có tính kiềm, dung dịch có tính kiềm mà chúng ta thử trên cái nền vi mô có tính kiềm, thì chúng ta thấy là độ nhớt của cái dịch amylo này nó sẽ thấp nhất, khi mà nó là có trong, nó nằm trong cái nồng độ dung dịch kiềm mà có nồng độ là 1N. Đây chúng ta thấy là chúng ta tăng nồng độ lên thì độ nhớt nó cũng sẽ gì tăng theo, đúng không? Độ nhớt tăng theo cái nồng độ của amylo. Nhưng mà ở cái nồng độ thì ví dụ như là suốt 1N thì nó sẽ tăng rất là chậm, đúng không? Đây cũng vậy, cao H1N là tăng chậm nhất, trong khi những cái nồng độ khác như là nồng độ thấp hơn 1N 0,5 0,25 lại cao, còn cái 4N là cao hơn, đúng không? Cái 2N là nó cũng cao hơn so với 1N, nó cũng cao. Vậy đó là độ nhớt mình đã nói là cực tiểu khi mình nồng độ kim 1N rồi. Rồi màu màu xanh, phản ứng tạo màu xanh với iốt, đây là phản ứng mà cũng khá quen thuộc và để chúng ta phát hiện ra tinh bột. Chúng ta nói đúng là iốt, là chúng ta chuẩn độ iốt là chúng ta có chỉ thị là hộ tinh bột. Ngược lại chuẩn độ tinh bột thì chúng ta lại có chỉ thị là iốt, nó có sự tương quan với nhau. Thì đây là chủ yếu là do cái màu đặc trưng, nhất là màu xanh của amylo đối với lại iốt. Nó màu xanh tím, nhưng mà xanh tím là cái sắc tím là nó có thuộc cái amylopectin, còn cái chủ yếu là cái màu xanh là mới là đặc trưng. Cái màu xanh của cái iốt này rất là đặc trưng. Nguyên tắc là do là cái mặt tinh bột của chúng ta nói là mặt thẳng thôi, chứ thực ra nó cũng chả thẳng. Nhìn phía trong không gian thì nó bẻ góc, bẻ góc và nó sẽ xoắn 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 và tạo thành những cái vòng xoắn. Mỗi một cái vòng xoắn như vậy thường nó là khoảng 6 6 phân tử lipo glucose cả một cái vòng xoắn. Thành ra là người ta thấy là cái phản ứng giữa iốt với lại tinh với lại amylo là chủ yếu là do cái vòng xoắn. Nó có vòng xoắn càng nhiều thì màu nó càng đậm.
Còn thử nghĩ chúng ta chứng minh điều đó bằng cách là gì? Kiếm những cái dechin là cái mạch tinh bột mà chúng ta cắt ngắn dài thành những cái phân tử nhỏ nhỏ thì chúng ta đó là dechin, đúng không? Thì khi đó dechin nó dưới 6 gluco là nó sẽ không có cái phản ứng với iốt, như là nó không tạo thành một cái vòng xoắn được. Vậy thì đó là do là cái mạch tinh bột ta là có cái vòng xoắn, cụ thể là amidostatin là mạch thẳng là nó tạo ra cái vòng xoắn rất là dài. Rồi cái liên kết này thực ra nó liên kết giống như là liên kết hóa lý chứ không phải là liên kết hóa học. Cái phản ứng này nó là phản ứng thôi chứ nó hơi giống là hóa lý nha, thì nó sẽ tăng cường bởi cái axit KOH và AKI và cái natri sulfat. Vậy chúng ta cho thêm môi trường axit vào, HI rồi KI thì nó sẽ tạo cái liên kết mạnh hơn. Thông thường iốt thì chúng ta phải pha với KI, tại vì thực ra iốt nó cũng không tan trong nước. Đó là thường là màu xanh với iốt người ta không ghi là iốt Y2 mà đây là Y3 trừ nha. Y3 trừ có nghĩa là nó tạo thành cái gốc mà iốt đua rồi. Thì nó iốt nhưng mà nó liên kết với lại iốt đua rồi. Thì do đó là cái KI này nó sẽ tăng cường cái màu lên. Ngược lại thì có một những chất nó là cho cái phản ứng này nó sẽ yếu đi ha. Đó là cái lonergan chẳng hạn, nó ức chế cái phản ứng iốt này. Thì thông người ta tính toán là thường là một cái phân tử iốt thì nó phân môn tử amylopectin thì nó hấp thụ khoảng 2% tính theo khối lượng, 2% khối lượng của iốt. Và khi chúng ta lọc hoặc sấy khô cái dung dịch mà đã hấp thụ cái iốt rồi, chúng ta có thể thu được cái phức này. Cái này giống như là một cái liên kết tạo phức iốt với lại amylo. Một môn amylo kết hợp với ba môn iốt. Khi mà chúng ta sấy ở 65 độ C chúng ta thu được cái phức đó. Rồi ngoài ra thì amylo cũng có khả năng tạo phức với lại những cái rượu no như là isoamylic, butylic, isopropylic, rượu vòng, phenol, những cái cetone phân tử lượng thấp, axit béo, những cái este mặt vòng mặt thẳng hay vòng, những cái hydrocarbon mặt thẳng hay vòng, những xuất của benzen có cái nhóm là anhydride hoặc là nitro paraffin. Thì cái vị trí tạo phức thì nó cũng nằm trong cái vòng xoắn ốc, dọc bên trong cái vòng xoắn ốc giống như là iốt. Phức amylo thì với cái chất không tan trong nước thường bị kết tủa và kết tinh khi mà điên ở trong dịch. Và cái phức này khi mà chúng ta làm khô nó thì nó rất bền. Đặc biệt là cái phức của amylo với lại vitamin A là rất bền và nó ngăn cái quá trình oxy hóa. Cái đó là người ta hay ứng dụng cái này vào trong cái việc bảo vệ vitamin A, nghĩa là người ta cho vitamin A kết hợp với lại cái amylo, thì đó là nó tạo cái phức và bền. Chúng ta phải là dùng không bị oxy hóa. Tiếp theo chúng ta nói về amylopeptin. Amylopeptin về cấu tạo tính chất của amylopeptin. Thứ nhất là về cấu tạo thì chúng ta cũng biết rồi, amylopeptin thì nó là những cái mạch nhánh có là liên kết 1,4 và 1,6. Cái đó thì tôi không nhắc lại trong slide này. Tại vì chúng ta cũng học ở cái môn hóa sinh rồi. Kích thước của nó rất là lớn, chúng ta chỉ nói thêm những cái tính chất mà chúng ta chưa có nhắc nhiều ở trong cái phần hóa sinh thôi. Thì amylopeptin nó là có kích thước phân tử rất là lớn và dị thể. Có cái ví dụ như là khoai tây kích thước nó lên tới là 65 nhân 10 mũ 6, ở đây là m nhân 10 mũ trừ 6 bằng 65, thì có nghĩa là m bằng là 65 nhân 10 mũ 6 ha. 65 ngàn, 65 triệu đúng không? 65 triệu. Cái kia thì có 100, 200 đến là 400 ngàn thôi, đúng không? Amylo lúc nãy. Còn cái này lên tới 60 mấy triệu, 65 triệu, 110 triệu như vậy, 90 triệu đúng không? Đây là kích thước của amylopeptin thì nó rất là lớn đúng không?
do đó nó cũng không thể nào giữ được cái mặt thẳng được, nó phải mạch nhánh và cấu trúc nhánh của nó cũng khá là phức tạp, đúng không? À, nếu mà các bạn học hóa sinh á, thì chắc là thường là chúng ta nói là nó dao động trong khoảng từ một cái nhánh của nó là từ mức độ trùng hợp của nó là từ 20 đến lại là 25, nhưng mà thực tế là con số đó là con số tính trung bình ha. Trung bình, đúng không? Trung bình là từ 20 đến 25. À, có những nhánh nó là thấp hơn 25, thấp hơn 20, nhưng mà có những nhánh là nó là dài hơn rất là nhiều, còn tính trung bình của nó là 20 đến 25. Thì cái đó chúng ta nói sao? Đó, ví dụ như là nó có ba cái hai cái vùng ha. Thứ nhất là cái vùng là cấu tạo chặt mà xếp sắp xếp rất là có trật tự và có cái độ tinh thể, rất có hiệu phần. Nghĩa là có những cái vùng nè, cái vùng số 1 là những cái vùng này nè. Thì cái vùng vùng nó đều nhau ha. Cái vùng này thì nó có những cái mạch amylo xếp song song với nhau, đúng không? Đó thì là cái vùng tinh thể ha. Rồi có những cái vùng thì nó lại là phân nhánh, cái vùng có nhiều điểm phân nhánh là cái vùng hẹp hẹp này nè, đó là kém trật tự, có nhiều điểm phân nhánh, không có cái độ tinh thể mà dễ bị thủy phân. Do đó người ta chia ra những cái vùng người ta gọi là vùng kết tinh và những cái vùng vô định hình. Như vậy vùng vùng tinh thể hay vùng kết tinh đó, thì nó là có những cái độ trùng hợp là khoảng 15. Còn có ba cái đoạn mạch cơ bản tạo nên cái cấu trúc của amylo, đó là mạch C. Mạch C là mạch là này, C là đây mạch gốc, chỉ có một mạch duy nhất kéo từ trên xuống, người đánh dấu số 0 ở đây, đúng không? Chứa cái gluco khử, là chứa cái đường cái gốc khử ở đây. Nói chung là chúng ta có nói là tinh bột có tính khử hay không thì thực ra người ta không bao giờ xét đến tính khử của tinh bột, tại vì thực ra nó chỉ có một duy nhất, có một cái đầu số 1 thôi, nó có một đầu này đầu số 1, tất cả cái đầu ở dưới đều là đầu số 4, đầu ở đuôi này. Còn cái đầu này đầu số 1. Rồi mạch B thì chứa là vài nhánh của mạch A, một vài nhánh mạch A hoặc một hay một vài nhánh mạch A nối vào, và mà một số mạch B thì nó sẽ xuyên qua hai vùng, đi từ vùng trực tự qua cái vùng kém trực tự rồi đi thêm một cái vùng nữa trực tự kém trực tự. Đây mạch B là những cái mạch mà nó tô đậm như này, đó những cái mạch kéo dài này, nó đi từ từ cái vùng từ vùng trực tự kém trực tự thứ nhất qua cái vùng trực tự tới cái vùng kém trực tự thứ hai này, qua cái vùng trực tự thứ một. Thì trên cái mạch B này nó sẽ có nhiều cái nhánh nhỏ của cái mạch mạch cuối cùng, đó là cái mạch A. A là mạch không phân nhánh, cái mạch này là coi như là nó có cái độ trùng hợp là 15, là ứng với cái độ trùng hợp của cái vùng tinh thể này nè. Nó không phân nhánh, nó chỉ có là khoảng 15 gluco ghép với nhau, trong khi mạch A mạch B này nó tới 45, 45 thì nó kéo dài qua hai cái vùng này, đúng rồi. Rồi như vậy thì đó là cái cấu tạo của amylo mà chúng ta chi tiết hơn so với là chúng ta học ở cái môn hóa sinh, nhưng mà chỉ nói là amylo chia nhánh thôi, để nó cụ thể hóa lên là nó có những cái vùng như thế nào. Và để xếp xác định cái độ dài của mặt A với mặt B thì người ta có một cái phương pháp như sau. Đầu tiên là người ta lấy beta amyla, người ta thủy phân để người ta loại bỏ hết những cái nhánh đi, người ta cắt cục gốc những cái nhánh đi, tại vì beta amyla nó sẽ cắt là từ cái đầu không khử nó cắt ra, cứ hai gluco một nó cắt, hai gluco một nó cắt, nó tạo ra rất nhiều cái đường manto, đúng không? Là học ở hóa sinh rồi, nhưng mà nó cắt cục cái gốc thì nó cắt coi như là ở đây nè, các bạn để ý ha, đây là nó sẽ cắt lần lần vô đây, nó cắt lần 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 vô, lần 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 vô, đúng không? Nó sẽ cắt ở cái đầu không khử nó cắt vô, nó cắt đến đụng đến cái góc 16 thì nó dừng lại, đúng không? Nó cắt đụng đến 16 nó dừng lại, do đó là nó cắt cục hết những cái góc phía bên ngoài, rì 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 bên ngoài đi. Rồi sau đó thì nó cắt, chứ mà nó thực ra nó cắt thì cũng không hẳn là nó cắt
đến cái bên ngoài nó cắt quá sâu, nó cắt đến cách khoảng là còn khoảng 2 đến 3 góc thì nó dừng lại. Do đó là cái góc cụt bên ngoài đó, thì nó sẽ chữa là 2 hoặc 3 góc. Thì thông thường trung bình đó, thì theo xác suất thì cái số lượng góc hai cái nhánh A và B này coi như là gần như là bằng nhau. Nó tương đối thì coi như nó gần bằng nhau. Đó, thì ví dụ thì tôi giả sử tôi vẽ một cái mặt B chẳng hạn đây, đúng không? Có những cái mặt A, mặt mặt đây là mặt góc mặt C chứ sao? Đây mặt A, mặt B nè, mặt B là màu đỏ, mặt mặt C là coi như là mặt màu đen đi, đúng không? Còn cái mặt nhánh A nó là những cái mặt màu xanh này, này. Thì nó sẽ cắt cụt mất những cái góc của cái A đi, đúng không? Thì sẽ nó cắt cụt đi thì nó còn cái này là ba cô, cái này là hai, ngon, cái này còn ba, cái này còn hai. Rồi khi nó cắt cục như vậy rồi thì bây giờ chúng ta cho cái phần đó, cái mà thu được sau khi tủy phân bằng beta amyla thì người ta gọi là beta-dectin đó, cái phần này đem đi tủy phân tiếp bằng một cái enzyme khác là isoamyla. Isoamyla này thì nó cắt đi cái liên kết 1,6, nó cắt cửa liên kết 1,6 nhưng mà nó lại cắt được những cái liên kết 1,6 nào mà không có cái góc cụt là chứa hai leuco. Do đó là nó chỉ cắt được cái phần bên này thôi. Nó cắt cái chỗ này, nó cắt chỗ này. Đó, ví dụ chúng ta có ở đây trong cái hình này chúng ta có mấy liên kết, có một liên kết 1,6, đây chúng ta có là liên kết 1,6 ở đây là hai cái liên kết, đúng không? Ở vị trí của cái B nó liên kết với lại cái mặt C, đúng không? Thì nó sẽ cắt hai cái này, rồi sau đó nó cắt gì? Nó cắt hai cái này, cái màu xanh này nó cắt, đúng không? Nó cắt ở vị trí này. Như vậy thì ở đây chúng ta có là nó cắt hai cái B, vậy là nó tương ứng với tất cả những cái là cái mặt B, đúng không? Và nó cắt hai cái màu xanh này, có nghĩa là nó tương ứng với những cái mạch mà có cái chứa cái số nhánh là ba ba leuco. Thì cái số lượng mà nhánh mà chứa ba leuco này nó chỉ chiếm 1/2 của cái mạch A thôi. Chúng ta giả sử như là về xác suất thì cái nhánh ba với nhánh hai là nó bằng nhau, do đó là chỉ là một nửa thôi, coi như là một nửa A, cái nhánh A nó cắt một bên một nửa nhánh A thôi. Rồi sau đó người ta cũng lấy một cái lượng beta-dectin khác, người ta đem đi thủy phân bằng cả isoamyla và cái thêm một cái là polulunana, thì cái enzyme này nó cắt được cả cái liên kết của cái nhánh hai, do đó là nó sẽ cắt cục hết tất cả cái mạch nhánh, có bẻ nhánh các liên kết 1,6 hết. Như vậy thì cái này nó cái khả năng khử này nó tương ứng với lại là gì? Nó tương ứng với lại là một con số b nhỏ là bằng tổng cái mặt a bằng b. Và chúng ta có phương trình thứ hai. Nếu giải được hai cái phương trình này, thì người ta sẽ thu được cái hệ số a là bằng bao nhiêu và b bằng bao nhiêu. Từ đó thì chúng ta có thể biết được là cái mức độ cái mức độ phân nhánh, cái số lượng góc mặt nhánh A mặt nhánh B của một cái tinh bột. Ví dụ người ta so sánh cái tỷ lệ A và B của một số cái amylo peptin trong một số cái loại tinh bột, người ta thấy là lúa mì thì cái tỷ lệ A và B nó thấp, thấp và cũng thấp, ngô thấp, mà những cái loại như là khoai tây, không rồi bắt đầu ngô đường, ngô nếp gì đó, ngô là ngô thường thôi, thì cái tỷ số này nó cái A bắt đầu nhánh A nó nhiều, có nghĩa nó phân nhánh nhiều. Rồi ngoài ra thì cấu tạo của một cái mạch amylopectin thì chúng ta có gọi là có một cái giá trị gọi là đơn vị mạch trung bình và mức độ phân nhánh. Đơn vị mạch trung bình được định nghĩa là cái mức độ trùng hợp chia cho cái số điểm, cái số nhóm cuối trong cái mạch phân tử, mức độ trùng hợp.
số gốc á, số gốc gluco, tổng số gốc gluco chia cho cái số nhóm cuối. Còn mức độ phân nhánh thì nó đề nghĩa là cái số điểm phân nhánh chia cho tổng cái gluco. Hai con số này gần như nó ngược nhau ha, tại vì thực ra cái số nhóm cuối so với cái điểm phân nhánh thì chúng ta thấy là nó chênh nhau là một. Ví dụ như bây giờ mà chúng ta bẻ nhánh ra một một nhánh đúng không, thì chúng ta sẽ có hai cái điểm cuối, mong chúng ta bẻ ra thành ba nhánh thì chúng ta sẽ, hai nhánh thì chúng ta sẽ có ba điểm cuối, mà chúng ta bẻ thành bốn nha bốn ba nhánh thì chúng ta sẽ bốn điểm cuối như vậy. Có nghĩa là cái số lượng của cái m này không, nó sẽ lớn hơn n1 à, số điểm phân nhánh không? Số điểm phân nhánh số điểm phân nhánh là hai thì số nhánh số điểm phân nhánh là hai thì chúng ta sẽ có số nhánh cuối ha, là ba. Do đó là cái có hai cái số này thì nó cũng gần bằng nhau, tại vì thì chúng ta phân nhánh rất là nhiều và m với n nó lệch nhau không đáng kể, thì coi như hai cái này nó gần bằng nhau. Do đó là hai cái tỷ số này nó gần như là nghịch đảo của nhau đúng không? Mức độ phân nhánh thì nó nhỏ hơn một à, còn cái mặt trung bình thì nó đơn vị mặt trung bình thì nó là lớn hơn một à. Hai cái này nghịch đảo. Một số cho biết là số lượng góc trên một cái số trên cái nhánh ha. Một cái là cho biết là ngược lại đúng không? Rồi cái việc xác định cái mức độ phân nhánh hay là đơn vị mặt trung bình này thì người ta có thể là sử dụng cái phương pháp là dùng cái peroxide ha, H2O2 để oxy hóa cái amylopectin, thì khi đó là cái số số mà mol của axit formaldehyde sinh ra nó sẽ cho biết được là cái số là cái mức độ phân nhánh là bao nhiêu. Ví dụ như bây giờ chúng ta có là D là số mol axit formaldehyde, rồi C là cái lượng mẫu thì chúng ta lấy lượng mẫu, mà lượng mẫu là tính theo gam đúng không, còn D là tính theo số mol, thành ra chúng ta phải chia gam với gam chứ không? Do đó là chúng ta phải nhân với lại cái 100, chúng ta phải chia chứ loại à, chúng ta tính số mol, quy về số mol, chúng ta phải chia mol với mol. C này là cái lượng mẫu của amylopectin chia cho 162. Các bạn biết 162 là gì không? Ở đây là gì? 162 đây chính là gì? Chính là cái gì? Cái khối lượng phân tử của một cái gốc gluco à, gốc gluco đúng không? Nghĩa chúng ta lấy lượng mẫu, tại vì ở đây chúng ta thấy là thực ra đây là đếm cái số gốc gluco à, đếm số gốc gluco. Chúng ta oxy hóa bằng peroxide thì tất cả các gốc gluco nó đều sẽ bị oxy hóa ở một vị trí, nó tạo ra cái ứng với mỗi một một môn của cái một môn của cái C của cái axit formic này nè, một môn của axit formic này thì nó sẽ tương ứng với một môn của gluco à, bởi vậy như giờ chúng ta chia cho số môn số môn của gluco nghĩa là đây là chúng ta là có là số môn của gluco tổng chia cho là số số môn của cái gluco mà ở vị trí là phân nhánh. Thì nó là cái vị trí cuối cùng đúng không? Vị trí cuối nó mới bị oxy hóa thôi đúng không? Còn như là chúng ta lấy cái số môn tổng à, số môn gluco tổng là tương ứng với cái giá trị là A này còn cái số môn mà của cái gluco cuối thì nó sẽ tương ứng với M này đúng không? Đó thì chúng ta chia hai cái với nhau à, thì ra được cái đơn vị mặt trung bình đó.
6 mol thì nó đưa số phân tử thôi đúng không? 1 mol thì nó làm 6,23 nhân 10 mũ 23 phân tử. Có nghĩa là nếu như chúng ta lấy số phân tử chúng ta chia cho số phân tử vậy. À, số phân tử mà nó tổng chia cho số phân tử mà phân nhánh. Có nghĩa là chia cho số nhánh. À, chia cho số phân tử mà ngay cái đầu cuối á. Đầu bút á thì đó là gì? Là cái số lượng. À, thì C mà chia cho 162 thì chính là số mol. À, số mol của gì? Tại sao chia cho 162? Bởi vì gì? Chúng ta thấy là gì? À, thông thường chúng ta biểu diễn trên bột á, là chúng ta biểu diễn bằng cái gì? C6 H gì? H10 O5 NL. Đúng không? Không phải là C6 H12O6 nha, C6 H12O6 là gluco. Còn gluco mà nó bị tham gia vào trong cái liên kết rồi nó sẽ mất nước. À, do đó là C6H10O5. Nó có đề đáng là để nha, bị vi tinh bột là ví dụ như bây giờ kêu và viết công thức của tinh bột thì các bạn viết công thức là gì? C6H10O5N chứ không phải là C6H12O6 là của gluco. Và các bạn thử tính đi ở nhà, thử tính cái gluco con mà C6H10O5 coi không, nó là đúng con số là gì, với lượng phân tử của nó là 162 mol. Còn có lượng phân tử của gluco là 180 ha, trừ đi 18 là 162 đó. Rồi. Như vậy thì mức độ phân nhánh thì là con số nghịch đảo vậy thôi, đúng không? Thì thông thường cái mức độ phân nhánh hay là cái độ dài cái đơn vị mạch trung bình này, đơn vị mạch trung bình này thì là hay còn gọi là độ dài trung bình của mạch của người ta tính ra được thì thường người ta thấy là khoai tây nó là 25 24 mà đại mạch thì là 25, đậu là 26, chuối là 21, táo là 22. Do đó tại sao mà các bạn học ở cái môn hóa sinh đó nói là cái mức độ phân nhánh của amylopectin là nó nằm trong khoảng từ 20 cho đến 25 đó, đó là nó ám chỉ cái số này. À, thực ra mức độ phân nhánh của nó là 1 trên 20, 1 trên 25 mà. Chứ không phải là 20 đến 25 nhưng mình ta nói đơn giản cho nó dễ hiểu không? Thì đó là ý là độ dài mạch trung bình đó. Độ dài mạch trung bình là từ 20 cho đến 25. À, đây có cá biệt có đậu nó hơn 26 thôi. Rồi cái đó thì các bạn nếu mà chưa hiểu lắm thì có thể đọc coi lại video clip này nhiều lần này ngẫm ngẫm rồi sẽ hiểu ha. Rồi, rồi. Tính chất của amylopeptin thì cái phản ứng của với lại thứ nhất là phản ứng với lectin là phản ứng đặc trưng của amylopeptin. Trong đó là lectin nó là một cái protein mà chúng ta nghe nói nhiều trong những cái học ca hồi đậu hôm bữa là chúng ta học về protein đậu á, có nói là những cái tác nhân gây dị ứng á, thì trong đây chính cái lectin này người ta đặt nhiều vấn đề về lectin gây dị ứng lắm. Tại vì sao? Tại vì nó là một cái loại protein mà nó có khả năng liên kết đặc hiệu với lại cái gốc mà monosaccharide cuối của cái mạch tinh bột, hoặc là những cái polysaccharide khác, hoặc là những cái mà liên quan đến polysaccharide như là lipo protein, lipid có nghĩa là lipid mà kết hợp với là protein hay là kết hợp với chất béo, đúng không? Những cái mạch nói chung là mạch mà có dính dáng với lipid này mà cái mạch là phải kích thước lớn ha thì nó lại có cái liên kết với lại lectin đó, và cái liên kết này thì nó lại là liên kết với những cái monosaccharide cuối của cái mạch amylopeptin thôi, hoặc là một số cái polysaccharide khác mà có cấu trúc phức tạp thôi, và làm cho cái amylopeptin này nó sẽ hoặc là cái polysaccharide nó sẽ kết tủa và nó tách ra khỏi dung dịch. Và liên kết chủ yếu của nó là liên kết hydro ở những cái vị trí đó là những cái OH mà không hay bị thay thế của C3, C5 và C6. Có nghĩa là ở cuối mạch thôi, chứ còn ở giữa mạch là nó có phân nhánh, nó có liên kết C4 rồi, liên kết C6 rồi, đúng không? Đó chỉ có nằm ở cuối mạch thì nó mới có liên kết này. Rồi, các alpha glucan thì mặt thẳng như là amylo thì nó lại mặc dù nó cũng có C3, C5, C4, C6 gì đó nhưng mà nó lại không có kết tủa ha, nó không có thể là do cái
cái mặt nó không có gần nhau, nó không có tạo được liên kết hydro, nó không bị kết tủa khi mà liên kết với thịt. Do đó là cái phản ứng này nó chỉ có đặc trưng cho cái mạch nhánh thôi. Và những cái lectin này nó không chỉ liên kết ở ngoài môi trường bên ngoài, mà nó có thể liên kết bên trong cơ thể chúng ta, như là cái ngưng kết cái hồng cầu trong máu. Do hồng cầu chúng ta nó cũng chứa những cái yếu tố như là lipoprotein, lipolipid, nó có cái mặt phức tạp. Và chính vì đó là đó tại sao mà người ta cũng lưu ý đến cái trường hợp là chúng ta ăn những cái sản phẩm như là chứa đậu, như là đó, các loại đậu hoa, đậu xanh, đậu nành, đậu đỏ gì đó bò, thì nó cũng có chứa nhiều cái lectin này, thì cũng là mối nguy để chúng ta, nhưng mà bản chất của nó là protein, thành ra là chúng ta phải biến tính nó, chúng ta vô hoạt nó. Nó nấu đậu là phải nấu kỹ, chúng ta phải hầm đậu kỹ, thậm chí người ta khuyên là nên dùng cái nồi áp suất để nấu đậu, để cho là nó loại bỏ lên cái yếu tố lectin này. Rồi, đó là một số cái tính chất của tinh bột. Thì trong cái phần này thì chúng ta có cái câu hỏi ôn tập, đó thứ nhất là trình bày đặc điểm về hình dáng và kích thước của các loại tinh bột. Thứ hai là so sánh sự khác nhau về cấu tạo và tính chất đặc tính công nghệ của amylo và aminopectin. Các bạn cũng có một cái bài kiểm tra trong vòng 20 phút với bác bột học xong. Đó là toàn bộ nội dung của cái phần 2 của Lucid này. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.